Đấu tranh phòng chống tham nhũng là một bộ phận quan trọng cấu thành toàn bộ sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Không phải đến bây giờ mà cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng đã được tiến hành ở Việt Nam kể từ khi Đảng ta ra đời và lãnh đạo cách mạng Việt Nam năm 1930 cho đến nay. Có thể nói, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lại được Đảng, nhà nước ta lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt như thời gian gần đây. Sự lúc quyết tâm chính trị, tinh thần đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, nhà nước và nhân dân ta đang lên cao, thì các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội lại ra sức lợi dụng vấn đề này để tiến hành các hoạt động chống phá. Hơn lúc nào hết, trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải nhận thức rõ ràng đấu tranh kiên quyết với những âm mưu thủ đoạn đó. Trong thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị thường xoáy sâu vào những vấn đề nhạy cảm, phức tạp. Trong đó, tham nhũng là vấn đề được chúng triệt để lợi dụng. Cả thế giới đã thừa nhận Tham nhũng là tệ nạn mang tính toàn cầu. Tham nhũng xuất hiện và tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới. Các nước, dù đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa, đều phải đối mặt với tệ nạn này. Nguyên nhân dẫn đến tham nhũng không phải do chế độ chính trị hay do đảng phái nào nắm quyền lãnh đạo đất nước. Thế nhưng, các thế lực thù địch phản động lại ra sức rêu do rằng chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng. Do đảng cầm quyền độc đoán cai trị nên tình trạng tham nhũng xảy ra. Tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu tư liệu sản xuất, truyền chế độc đảng. Không chỉ vậy, họ còn cho rằng tham nhũng chỉ xuất hiện ở những nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Tham nhũng là vấn đề thuộc bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thực chất của giọng điệu ấy không gì khác là lợi dụng của đấu tranh chống tham nhũng để xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu, hòng làm suy giảm uy tín, tiến tới mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam khi mà chúng ta chưa đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng hoặc đã làm nhưng kết quả chưa rõ nét thì họ cho rằng đảng cộng sản việt nam không thể đấu tranh chống tham nhũng suy thoái thành công vì đảng cũng tham nhũng suy thoái khi đảng và nhà nước ta thể hiện quyết tâm chính trị đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng kiên quyết xử lý hàng loạt cán bộ đảng viên có hành vi tham nhũng tiêu cực thì chúng lại tung ra những giọng điệu lạc lóng dựng chuyện xuyên tạc rằng thực chất cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở việt nam hiện nay là cuộc chiến thanh trừng phe phái trong nội bộ đảng, là sự đấu đá nội bộ phe phái trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề cập đến câu hỏi làm thế nào để dẹp bỏ nạn tham nhũng ở phía Nam, họ cho rằng chỉ khi nào ở phía Nam có chế độ đa đảng thì nạn tham nhũng mới có thể dẹp bỏ được. Từ những thông tin góp nhật trên mạng xã hội, họ còn vẽ ra dựng nên những câu chuyện nói rằng các phe nhóm nội bộ ở Trung ương và địa phương đang đấu đá nhau. Đặc biệt, họ thường suy diễn chụp mũ, xuyên tạc những ý kiến chỉ đạo chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước. Những giọng điệu ấy không nhằm mục đích gì khác là xuyên tạc mục đích, ý nghĩa tốt đẹp của cuộc đấu tranh này. Bồi nhọ hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, chia rẽ nội bộ ta, gây phân tâm trong xã hội, làm giảm sút ý chí, quyết tâm phòng chống tham nhũng và lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ. Cần khẳng định rõ ràng những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm, tinh vi những giọng điệu xuyên tạc, biệt đặt lạc lõng ấy không thể phủ nhận được sự cố gắng, quyết tâm chính trị và những thành quả trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta. Trong 5 năm gần đây, đặc biệt là những năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội 12, công tác phòng chống tham nhũng được Đảng, Nhà nước ta chỉ đạo rất quyết liệt, tạo được một bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Nhiều vụ án tham nhũng kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp dư luận xã hội quan tâm được phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 của Đảng đến nay, có gần 1.300 đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái. Tòa án Nhân dân các cấp cũng đã xét xử sơ thẩm 436 vụ án với 1.118 bị cáo về các tội tham nhũng các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng đã được thanh tra chính phủ tập trung thanh tra, kiểm tra. Qua đó, đã chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 188 vụ với 335 đối tượng. Kiểm toán nhà nước cũng đã kiểm toán 434 đơn vị đầu mối, kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước hơn 65.000 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã chủ động công khai cung cấp thông tin, định hướng dư luận trong hoạt động phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong phòng chống tham nhũng. Vai trò trách nhiệm của các cơ quan dân cử, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội và người dân trong phòng chống tham nhũng ngày càng được phát huy tốt hơn. Hoạt động hợp tác quốc tế về phòng chống tham nhũng được mở rộng. Kết quả công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam những năm gần đây đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đánh giá của tổ chức Minh bạch quốc tế, chỉ số cảm nhận tham nhũng của Việt Nam tăng liên tiếp trong 2 năm sau nhiều năm giữ nguyên từ 31 điểm năm 2015 tăng lên 35 điểm trong năm 2017. Ngoài việc góp phần tạo ra bước phát triển về kinh tế xã hội, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa. Kết quả của công tác phòng chống tham nhũng đã tạo động lực mới, khí thế mới để toàn đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội ngay của đảng. Những kết quả ấy càng khẳng định rõ quyết tâm chính trị của đảng, nhà nước về phòng chống tham nhũng. Đồng thời, đó cũng là minh chứng để khẳng định rõ việc đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, xây dựng chỉnh đốn đảng, kiên quyết xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm, không làm hạn chế sức sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của những người tâm huyết vì sự nghiệp đổi mới của đảng với động cơ trong sáng, lành mạnh, không làm chậm sự phát triển mà ngược lại làm trong sạch tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ, củng cố và tăng cường lòng tin của nhân dân, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước. Những kết quả đó càng chứng tỏ những luận điệu của các thế lực phản động về cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Việt Nam là xuyên tạc, bịa đặt, vô căn cứ. Thực tế đã khẳng định cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta là trong sáng công khai, minh bạch, khách quan, tôn trọng nhân dân và coi trọng dư luận, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Những kết quả bước đầu đã để lại cho chúng ta những bài học quan trọng, nhưng cần đặc biệt nhấn mạnh đó là sự thống nhất một ý chí, một quyết tâm chống tham nhũng trong toàn Đảng. Chính quyết tâm chính trị của Đảng là lời hiệu triệu lòng dân và những cán bộ đảng viên đồng lòng trong cuộc chiến này. Kết quả của cuộc đấu tranh phòng chống tạm nhũng thời sản qua cho thấy quần chúng nhân dân và toàn xã hội đã đặt chọn niềm tin, tích cực ủng hộ ý chí quyết tâm nỗ lực đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng. Nhưng cũng cần phải thấy ngay rằng những kết quả quan trọng đạt được mới chỉ là bước đầu. Tình hình tham nhũng, tiêu cực và tệ quan liêu, lãng phí vẫn còn nhiều, phổ biến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cơ quan, tổ chức, lực lượng, đơn vị địa phương thì ở đâu đó vẫn còn những biểu hiện thiếu kiên quyết, né tránh, tình trạng trên nóng dưới lạnh trên vội vã dưới thừa thà thực tế ấy đòi hỏi muốn làm sạch đội ngũ đảng viên trong toàn đảng trong sạch đội ngũ cán bộ trong toàn bộ máy đảng ta phải có bản lĩnh và quyết tâm chính trị cao thời gian tới khi mà cuộc đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực càng được đẩy mạnh thì các thế lực thù địch phản động cũng sẽ gia tăng sự chống phá dù cam go phức tạp dù khó khăn đến mấy cũng không ai có thể phủ nhận xóa nhòa những thành công của chúng ta không ai có thể làm nhụt ý chí quyết tâm của chúng ta. Vấn đề đặt ra là chúng ta phải đề cao cảnh giác, nhận diện rõ ràng về những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội để từ đó kiên quyết đấu tranh bóc bỏ những luận điệu sai trái, phản động, hòng phá hoại, ngăn cản của đấu tranh phòng chống thảm nhũng của Đảng, nhà nước và nhân dân ta.